Mấy người có thể yên tĩnh để cho tôi có thể có một chút yên lặng trong cơ thể tôi được không? Là sao, vụ gì anh nói nghe coi. Rồi rồi. Rồi, thôi. Anh em nhà em hiểu lắm. Cái gì vậy? Anh hai à. Dù gì mình cũng phải vui vẻ lên. Mình bớt quạo lại. Em là đứa em của anh. Đáng lý em phải là người hiểu anh nhất. Tại sao bây giờ em lại coi thường anh? Hả? Em coi thường anh hồi nào? Em coi anh là anh của em cho nên em mới nói cho anh biết về cái vụ của chị Hằng. Vụ của chị Hằng nữa? Đúng rồi. À, nhắc tới Hằng. Bởi vì em chính là hôn phu của cô ta. Thì sao? Cho nên có một phần nào đó anh rất nể em. Không thôi là... Tụi anh mắc cười quá. Nè, cái này là em biết nha. Hằng có nói với em. Cái này không phải là lỗi của Hằng mà là lỗi của... Anh thì sao? Anh thì sao? Anh lớn tuổi rồi. Anh có quyền thay đổi một chút xíu trong cơ thể anh. Thì tất cả những hành động anh nó có chậm một chút xíu thì nhắc nhở anh. Làm gì mặt lớn mặt nhỏ. Sai sẽ anh coi nó ra gì hả? Ờ hay quá ha, cứ chút xíu mà tuần lễ chưa làm cho người ta. Người ta hỏi không thèm trả lời. Mình coi lại chính mình đi. Đi chưa? Ủa? Sống bao nhiêu năm trên đời rồi bây giờ bị em gái ruột của mình chỉ thẳng mặt mình. Coi lại chính mình đi. Trời ơi, còn nói nhục nào hơn. Em thấy chưa? Em thấy mọi người đang nói gì anh chưa? Em thấy cái này là hộp sơ nè. Được. Cảm ơn em. Mấy người nhớ đó. Trời ơi, coi chừng anh đi nhảy lầu đó em ơi. Anh ơi, ơi. Anh hai. Anh ơi. Hai. Anh Vũ. Anh Vũ. Đây nè anh. Anh Vũ. Em ở đây nè. Em ở đây nè. À, em mua cà phê cho anh nè. Uống đi em Vũ. Lấy. Chúc anh uống ngon miệng. Và đừng buồn em nhé. Đã... Trả. Không thấy. Buồn đó thì thôi anh bỏ qua cho em, đừng giận em nha. À, Vũ à. Anh Vũ. Ra đi chơi. Anh Vũ, nói chuyện nhìn tụi em chứ sao không nhìn gì hết trơn vậy? Tôi cảm thấy đầu óc của tôi đang tối sầm lại. Tôi cần có một không gian nó tươi mới hơn, trong lành hơn. Ủa là sao anh? Công ty mình cũng sạch sẽ, máy lạnh đâu mát rượi mà. Có mở đèn nữa. Ừ. Hai đứa có thể cho anh một không gian, một khoảng lặng một chút được không? À, ý anh là nói... Anh cảm giác hai người ồn ào quá. À, xin lỗi. Em nói với anh rồi, em là em chịu đựng hết nổi rồi đó. Bây giờ anh thấy làm sao? Mày không lẽ cứ vậy hoài? Thì thôi ráng đi chứ bây giờ mà em mà đổ dầu vô lửa nữa, ông làm rùm beng nữa là khỏi làm việc gì luôn đó. Dạ, rồi dạ. Tôi phải nhường nhịn tôi chứ. Dạ. Còn em nữa. Em làm gì? Em phải làm sao nhắc nhở đó. Để biết là anh đã lớn tuổi rồi. Lớn chút xíu thôi, cằn nhằn anh hoài. Em hiểu không? Bây giờ mua có một ly cà phê sữa đá vô đây để chuộc lỗi là coi như mọi chuyện bỏ qua sao? Thôi được rồi, bây giờ anh nói như vậy thì coi như đó là lỗi của em đi. Nhưng mà anh cũng phải coi lại bản thân anh mới được. Em thấy anh như vậy là nó cũng kỳ cục, nó có nhiều cái không đúng lắm. Bây giờ anh... Có nhiều cái trùng nhau quá ha. Gì nữa? Em cũng kêu anh nhìn lại bản thân anh. Còn em của anh cũng kêu anh nhìn lại bản thân của anh. Được. Đúng rồi. Chờ đó. Rồi anh sẽ nhìn lại bản thân của anh. To quá, mờ quá, không thấy được. Anh nổ không trời? Trời ơi. Ê, cái này là anh nghi là đang nói chuyện với vong. Ôi, thiệt. Gì mà tâm linh vậy anh? Đang coi như là giao tiếp với một cái cõi âm nào đó. Phải không? Hay nhìn vô kiến đó, mấy cái kiến mà chiếu yêu bắt quái rồi đó. Anh nhìn kỹ kìa, cái nồi nó sôi ngục khói phải không? Vậy mà bốc bằng tay không, không phẩm, không đau.
có cái nguồn năng lượng thì nào đó, từ bên trong đó. Ai trời dựa rồi? Trời ơi, hồi nãy soi ngược cái kiến còn soi được mà. Chết rồi, cái này là ai nhập vô ổng á? Sao trời, hay là con ma sắc đẹp? Tới rồi, tới rồi. Anh hai ơi. Em ơi, tôi sợ sợ. Không sao. Trời, em gặp chiến rồi. Không sao, được, để em đại diện gia đình đi. Em trấn tĩnh anh hai em lại. Anh Vũ. Anh hai, có chuyện gì từ từ nói anh. Anh đừng trở nên như vậy có được không? Anh hai, anh nhìn ra em không anh hai? Anh sao vậy? Rồi lặng thầm mùa xuân luôn rồi. Thôi niệm chú, thôi niệm chú luôn rồi. Quên tiếng Việt luôn. Trời ơi, không hiểu em nói gì luôn á. Đúng rồi, giờ sao mà cái ca này nặng quá rồi. Hèn chi anh thấy càng ngày càng ốm xuống nha. Trời ơi, nó rút dữ lắm đó mấy cái này. Anh hai em không? Đổi màu luôn. Ê khoan đi, khoan. Đừng mà, anh hai ơi đừng. Trời ơi. Trời ơi, cháy cái vô tủ luôn rồi nè. Trời ơi, bây giờ vô tủ để tập làm quen với bóng tối, mút vô hòm nó đỡ bỡ ngỡ. Trời ơi, anh ơi sao anh nói hai em vậy? Khoan, anh nói cái này hợp lý giống nhà anh. Mấy người ồn ào quá. Thôi tìm chỗ yên hiểu rồi đó. Tôi đang cần yên tĩnh. Bởi vì tôi làm bất cứ chuyện gì mấy người cũng kêu tôi là sai. Rồi làm sao hài lòng các người được hả? Ủa? Ê, bây giờ tôi không cần tâm sự với ai. Mút nữa. Tôi chỉ cần tâm sự với chính mình. À thôi, cái này em hiểu rồi. Là sao em? Hôm bữa em nói anh hai em nhìn lại chính mình. Em kêu anh hai nhìn lại chính mình là nhìn lại cái bản thân của mình ở bên trong anh hai, chứ không phải nhìn vô cái kiến. Dạ. Có nghĩa là anh phải tét cái người anh ra, nhét cái kiến vô à? Không phải anh hai. Ý là anh hai phải cảm nhận được con người của anh. Anh phải đối xử với mọi người làm sao cho dung hòa, chứ không phải là em nói anh nhìn lại chính mình trong cái kiến này. Dung hòa cái gì? Anh có làm gì sai đâu. Trời ơi. Một cái tờ đơn anh ký có 2 lần chữ ký. Đơn kêu ngày hôm nay nộp, tới tuần sau anh mới nộp. Thì làm sao mà sai? Anh lớn tuổi rồi, đầu óc anh không còn minh mẫn nữa. Tất cả mọi người phải thông cảm cho anh chứ. Anh có làm gì sai đâu, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Thì anh làm cái gì sai? Anh ơi, sao anh nhiều tuổi mà anh ít hiểu biết quá vậy? Ý của em nói là em phải chơi chắc anh nữa đúng không? Phải, anh phải hiểu theo cái nghĩa bóng chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa đen. Đúng rồi đó, là tìm lại chính mình đó. Chứ anh hai sống bề ngoài quá, sống bên trong sâu sắc vô anh hai. Nghĩa bóng và tìm lại chính mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, sao ông nói sớm là biết rồi. Hiểu rồi. Không có gì là phải khó hết. Trời ơi. Đâu vậy đi. Trời ơi. Tự nhiên nghe kìa. Nghĩa bóng và tìm lại chính mình. Tôi nhìn tiện cái là tôi ra thơ liền à. Ô kìa, có một cái cây, tại sao lại có cái cây thứ hai? Hết thơ. Trời ơi. Hết hồn luôn. Ô kìa, có một cái cây. Ừ. Tại sao lại có cái cây thứ hai? Cái cây thứ hai. Cái cây là cái cây thứ hai đó, hiểu không?